Thưa quý vị, không chỉ trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề do các cuộc xung đột, phụ nữ cũng là đối tượng dễ bị tổn thương trong các cuộc chiến. Ngày 23 tháng 10, Liên Hợp Quốc cũng công bố báo cáo cho biết là tỷ lệ phụ nữ thiệt mạng do chiến tranh và xung đột trên toàn cầu trong năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2022 và chiếm 40% tổng số tử vong do xung đột. Báo cáo thường niên về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women cho thấy tỷ lệ tử vong và bạo lực với nữ giới gia tăng trong bối cảnh có nhiều vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh. Năm 2023, ít nhất 33.443 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang, tăng 72% so với năm 2022. Phần lớn mức tăng này là do các cuộc xung đột tại giải Gaza, chiếm tới 70% tổng số dân thường thiệt mạng trong năm ngoái. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em và phụ nữ lần lượt tăng gấp 3 và gấp 2 lần. Phụ nữ ở các vùng xung đột còn phải đối mặt với sức ép nhiều hơn và thiệt thòi hơn do bị hạn chế tiếp cận với y tế. Theo Giám đốc UN Women, Sima Bahus, phụ nữ luôn là đối tượng gánh chịu nhiều tổn thất từ các cuộc chiến tranh, xung đột. Bà cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không hành động để thay đổi, hệ quả trong nhiều thập kỷ tới sẽ rất rõ ràng.